Ngoài những cái thế phạm sát với phong thủy nhà có thể gây ảnh hưởng đến tài lộc thì có những thói quen của gia chủ có thể ảnh hưởng đến cái lộc tài của chủ nhân. Vậy thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thói quen này ạ? Vâng, có một vài điểm sau đây tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn mang tính quan điểm cá nhân của tôi, và các bạn có thể tin sẽ làm theo, còn các bạn nếu như mà không tin thì các bạn hãy kiểm chứng lại trước khi mà chúng ta áp dụng nhé. Đầu tiên là những thói quen xấu làm cho gian bếp thiếu đi hỏa khí. Không phải ngẫu nhiên gian bếp lại được xếp vào dương trạch tứ yếu hay là bốn yếu tố chủ chốt tác động lớn đến toàn bộ đại cục phong thủy của chúng ta. Đây là nơi mà chúng ta sẽ nạp những năng lượng thô và tái tạo năng lượng để tạo ra những hoạt động thường ngày, cũng như là củng cố thêm vận gia đạo của gia chủ. Thì việc mà chúng ta hiếm khi hoặc là không bao giờ nấu ăn tại cái khu vực bếp này cũng đồng nghĩa với việc là không gian này thiếu đi hỏa khí, thiếu đi một cái điểm cộng cho sức khỏe cũng như là tài vận về lâu dài. Thực tế thì bạn càng thường xuyên nấu ăn ở nhà thì bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc và sống khỏe mạnh hơn. Khi mà chúng ta không thể nấu ăn thì cũng nên thắp lửa trên bếp ít nhất là một lần ở trong một ngày để mà cái dương khí này lan tỏa ra những không gian khác của mình. Và một số các gia chủ có hỏi tôi là vì tôi không muốn là bếp phạm phải các cái thế phạm của bếp nên là tôi chuyển cái bếp đó sang hẳn một cái khu vực khác nằm ngoài ngôi nhà của chúng ta, nằm ngoài ngôi nhà của tôi thì có được không? Thì tôi chia sẻ các bạn là trong bốn yếu tố của dương trạch tứ yếu là môn, chủ, táo, thờ, nếu mà một ngôi nhà nào mà thiếu đi một trong bốn yếu tố đó thì không phải là một căn dương cơ hoàn hảo. Thứ hai, một điều mà tôi muốn các bạn cần phải sửa đó là thói quen dùng đồ thờ cúng bằng nhựa. Một vật phẩm phong thủy muốn phát huy được linh lực thì chúng ta sẽ cần phải có những trường khí năng lượng thuần khiết. Đồ nhựa được chế tạo từ hóa chất tổng hợp và thậm chí là rác thải tái chế nữa thì sẽ mang lại rất nhiều uế khí. Tôi thấy nhiều nhà dùng những cái đồ nhựa của Trung Quốc thì tôi khẳng định với các bạn 100% những đồ nhựa Trung Quốc này đều là rác thải tái chế. Hoặc là một số nhà thì dùng đá bột ép, là cái loại đá mà kém chất lượng, và sau đó họ nghiền thành bột, sau đó họ đổ keo vào và ép thành khuôn, thì những cái chất liệu này đều không thuần khiết vì nó có cái hóa chất nhân tạo của con người. Một cái vật phẩm phong thủy cần phải đạt một yếu tố quan trọng nhất, đó là yếu tố thuần khiết về trường khí. Và đã là thuần khiết về trường khí, không được lẫn hóa chất, không được lẫn những cái chất nhân tạo của con người. Đặc biệt là ban thờ thần tài là nơi mà chúng ta cầu tài lộc, đúng không ạ? Nên là nếu mà chúng ta để những cái vật phẩm mà phong thủy có cái chất lượng kém như vậy thì không những là không làm cho chúng ta gia tăng được tài lộc, công việc thờ phụng của chúng ta kém phần linh ứng, mà thậm chí nó còn làm cho tài lộc chúng ta đi xuống nữa cơ. Và thứ ba là chúng ta tránh thói quen để nhà cửa bề bộn. Sinh khí ở trong phong thủy chỉ có thể luân chuyển và đưa lại nguồn năng lượng tích cực khi mà không vướng vào các tạp vật hay là vật cản. Mỗi một đồ vật đều có một năng lượng của nó, và việc chúng ta để quá nhiều đồ đạc sẽ làm cho các nguồn năng lượng này xung đột với nhau và tạo nên một khí trường rất là nhiễu loạn. Nếu mà ví ngôi nhà như một cơ thể sống thì các mạch máu càng thông suốt, sức khỏe của chúng ta sẽ càng được củng cố và đảm bảo, đúng không ạ? Tôi tin rằng không có một cái cơ thể nào khỏe mạnh được nếu như mà chúng ta bị tắc mạch máu cả. Và ngôi nhà của chúng ta cũng như vậy. Nếu như mà chúng ta để những cái không gian trong nhà chúng ta quá bừa bộn thì sẽ làm cho các cái nguồn khí trường tốt nó sẽ bị tắc nghẽn, giống như mạch máu chúng ta đang bị đông lại vậy. Và đó cũng là lý do mà tôi khuyên các bạn, đặc biệt là trong phòng ngủ và phòng thờ của chúng ta, đồ đạc sẽ càng tinh gọn càng tốt. Không phải là chúng ta thấy cái khu vực nào còn thừa chỗ trống mà chúng ta để tận dụng nó làm nhà kho đâu. Và chúng ta để mà làm được điều này thì các bạn sẽ cần phải học một cái thói quen sống tối giản. Chúng ta càng bớt đi những cái đồ vật không cần thiết trong nhà chúng ta thì chúng ta sẽ càng sống có được cái trường khí tốt hơn và cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Tôi tin rằng rất là nhiều trong số các bạn đang xem video này, các bạn tích trữ những loại đồ vật mà đến vài năm rồi các bạn còn không biết là nó còn tồn tại trong nhà chúng ta, nhưng chúng ta vẫn để đó và hàng năm nó càng tích tụ âm khí và nó làm cho vận trình của chúng ta càng ngày đi xuống. Và thứ tư là một thói quen các bạn không nên tiếp tục nữa, đó là gương đặt đối diện với cửa chính. Nhiều người thì có thói quen là hay ngắm nhìn bản thân mình mà trước khi ra khỏi nhà để mà đảm bảo là chúng ta có một cái ngoại hình hoàn hảo nhất, chúng ta thêm tự tin. Thói quen này thì tôi nhận định là rất tốt, nhưng mà vị trí mà chúng ta để gương ở ngoài cửa thì vô tình lại là một đại kỵ trong phong thủy. Đây là một lối thiết kế không ít nhà phạm phải. Cửa chính là nơi dẫn tài lộc và phân bố đi các cung vị trong nhà chúng ta, mà gương ở trước cửa sẽ phản chiếu các cái trường khí này ra khỏi cửa.
Và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân góp phần làm cho tài lộc chúng ta bị tiêu tán. Đây cũng là một trong các cái đại kỵ chúng ta gọi là tam kiến môn mà tôi đã chia sẻ trên kênh YouTube Master Phùng Phương rồi, thì các bạn có thể xem lại để mà có thêm chi tiết hơn nữa. Và thứ năm, chúng ta tránh kết bạn với những người hay nói những điều tiêu cực và cáu gắt. Phong thủy sẽ không có ý nghĩa gì nếu mà không có nhân khí của con người, đúng không ạ? Chúng ta làm bất kỳ một cái đấu pháp gì trong phong thủy đi chăng nữa thì nó cũng phải hướng đến con người. Chúng ta chưa cần phải áp dụng các cái thuật pháp phong thủy cao cấp, mà chỉ cần mỗi một ngày chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ hơn thì nhân khí con người đã thay đổi và sinh khí cũng từ đó mà dồi dào hơn. Tất nhiên, sinh khí là một trong số các yếu tố quan trọng nhất để mà phong thủy hướng tới và cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phong thủy ứng nghiệm. Điều đó cũng sẽ lý giải vì sao sinh khí cũng là một cái lý giải vì sao mà cùng một cách áp dụng phong thủy như vậy, cùng một cách áp dụng phong thủy giống nhau nhưng mà người này thì ứng, còn người kia thì lại không thể ứng nghiệm, và người này thì lại ứng nghiệm ít, còn người kia thì lại thành công rực rỡ và vượt trội. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta không nên kết giao với những người có những nguồn năng lượng quá thấp. Và biểu hiện của những người có nguồn năng lượng thấp này là hay nói những cái điểm gở, hay lo lắng những cái lý do bất thường, và hay thở ngắn than dài, cũng như là hay kết bè kết bạn, nói xấu đặt điều. Và một cái thói quen rất xấu nữa đó là hay cáu gắt vô cớ vào những cái lý do không đáng có. Thói quen của chúng ta ở bên những cạnh những con người như vậy sẽ làm cho nhân khí của bạn ngày càng kém đi. Và khi mà nhân khí của bạn kém đi thì sinh khí cho con người bạn cũng giảm đi. Và đây là yếu tố, một trong những yếu tố nó sẽ khiến cho các cái đấu pháp phong thủy nó không ứng nghiệm với bản thân của bạn được. Và cuối cùng là chúng ta tránh để cây chết ở trong nhà. Đặc biệt là những bạn nào mà có phong thủy ở sân vườn mà lại có những cái công việc rất là bận rộn thì có khi cả tháng các bạn mới ra chăm cây một lần. Nếu như mà vào những cái mùa mưa, thời tiết ẩm ướt thì cây nó vẫn còn sống. Còn nếu những cái hôm mà nắng hạ hay là nóng nực thì cây đó chết, có khi để cả tháng đấy các bạn cũng chả quan tâm. Và đó là một trong những cái yếu tố nó làm cho phong thủy ngôi nhà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Phong thủy thì có câu là hình nào khí đó. Các hình ảnh không tốt, hình thái tiêu cực sẽ đưa lại những tương tác bất lợi về sức khỏe cũng như là vận thế của chủ nhân. Chính vì vậy nên là việc chúng ta chăm sóc hoa, cây cảnh xanh tốt thì dù là ở vị trí nào chăng nữa, trong nhà hay ngoài nhà, thì đều làm cho phong thủy nhà chúng ta tốt hơn. Nhà nào mà có các cái cây quanh năm xanh tốt và đâm chồi nảy lộc thì bản thân con người đã cảm thấy vui vẻ rồi, và phong thủy cũng từ đó mà ảnh hưởng rất là tích cực.